Thì có một điều khác thường muốn nói với các bạn đó Là những cái mô hình này đó Dù sao này nữa cuối cùng cũng chỉ là mô hình mà thôi Không ai có thể đảm bảo được Các bạn thấy được là chúng ta thường hay nói một câu là Mô hình hay là lịch sử Chúng ta tin vào mô hình, chúng ta tin vào lịch sử Cho đến khi chúng ta có mô hình mới hay là có lịch sử mới được tạo ra thì đây là cái cách suy nghĩ của thần từ xưa tới bây giờ các bạn thấy được là nhiều bạn hỏi Thuận là Thuận có nghĩ là những cái mô hình này à, không còn hiệu lực hay không hay là thần có nghĩ là lịch sử sẽ không lặp lại hay không thì à, thần lúc nào cũng chỉ có thể nói là Thuận tin vào lịch sử cho đến khi nào lịch sử mới được tạo ra hay là thường tin vào mô hình cho đến khi nào mà mô hình đó không còn hiệu lực nữa thì tất cả mô hình cũng chỉ là tài liệu để các bạn tham khảo mà thôi không ai có thể đảm bảo được gì hết cho nên một trong những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến là tình hình bây giờ khi chúng ta nhìn vào tổng số lượng Bitcoin mà đang có lời thì các bạn thấy đã tăng lên rất là nhiều chúng ta thấy được là cái đường màu vàng này bây giờ đó dựa theo cách tính của Lasno đó đã có là 92,9% của số lượng Bitcoin trên mạng bây giờ là đang có lời ở cái mức là 55.068 con số này rất là cao các bạn thấy là thường đó chúng ta không thích những con số trên 85 phần trăm có nghĩa là cái số lượng đó là quá nhiều người có lời là 92,9 phần trăm bây giờ thì cái sự khác biệt bây giờ đó là như thường đã chia sẻ là bây giờ chúng ta thấy là cái số lượng người trong thị trường bây giờ thường nghĩ là phần lớn đã trải qua cái đợt đi xuống giá mạnh nếu như bạn nào mà đã ở thị trường nhiều năm thì không nói rồi nhưng bạn mới mà tham gia vào năm nay đó thì nhiều bạn cũng đã trải qua cái sự xuống giá mạnh cho nên có thể là đã vững tay hơn nhưng mà con số 92,9 phần trăm này vẫn là con số cao và các bạn thì là con số này càng cao thì nguy cơ chốt lời càng cao cho nên lúc nào tôi cũng muốn nhắc nhở với các bạn đó là khi các bạn có lời các bạn cần phải suy nghĩ đến chốt lời chốt lời đó không có bao giờ là lỗ cả và mỗi bạn thì mỗi khác cho nên không nào mà nói các bạn là khi nào chốt lời được tại vì các bạn đi vào thời điểm khác nhau các bạn mua ở những mức giá khác nhau và các bạn có những chiến lược khác nhau cái mình thường có thể chia sẻ với các bạn là nếu các bạn không chốt lời thì có thể là người khác sẽ chốt lời trên đầu các bạn. Cho nên lúc nào các bạn cũng cần phải nghĩ đến những cái chiến lược chốt lời. Và cũng như là thường từng chia sẻ đó, thường không bao giờ all in. Cũng như là thường lúc nào cũng đầu tư theo cách trung bình giá. Thì nếu như mà trung bình giá vào, các bạn cũng có thể áp dụng chiến lược tương tự để mà trung bình giá ra. Tại vì ngày mai, ngày mốt và từ đến cuối năm đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Các bạn không muốn là All in rồi sau đó giá lại đi à, cái xuống đi xuống một thời gian dài thì các bạn sẽ à, không chấp nhận được hay là các bạn không muốn bán hết rồi các bạn lại ngồi đó nhìn để mà giá tăng lên một trong những điều đó mà thuận đã từng chia sẻ trước đây đó là khi mà người có tiền đối mặt với người có kinh nghiệm thì kết quả đó là người có tiền sẽ lấy được kinh nghiệm và người có kinh nghiệm sẽ lấy được tiền lần này chúng ta phải là người lấy được tiền cho nên thường hy vọng là những người nào đã trải qua cái đợt xuống giá vừa rồi thì cũng có thể rút được những cái kinh nghiệm tại vì các bạn thấy được là mua khi mà giá xuống đó thì rất là khó nhiều bạn sẽ rất là lo sợ nhưng mà các bạn thấy được là khi mà giá tăng đó thì cái sự lo sợ đó lại đổi thành tham lam và không muốn bán cho nên cả hai đều rất là nguy hiểm và nhất là chúng ta thấy được là bây giờ chúng ta đã bắt đầu trở lại cái tình hình là chúng ta gần lại trở về cái đỉnh cao nhất mọi thời đại của Bitcoin và nhiều người bây giờ lại có những cái suy nghĩ là có nên chút lời hay không thì thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn một câu hỏi các bạn cần phải tự hỏi bản thân của mình là bạn sẽ hối hận nhiều hơn khi bạn bán crypto của mình rồi lại thấy nó go to moon giá lại tăng trưởng mạnh hay là bạn sẽ hối hận nhiều hơn khi bạn không bán crypto của mình và ngồi nhìn nó xuống thấp đi và đi vào lòng đất đây là cái câu hỏi thường đã hỏi các bạn cách đây một tháng ngày 4 tây tháng 9 thì lúc đó đó nhiều bạn nói là cái sự hối hận là bán crypto của mình rồi thấy nó go to moon nhưng mà các bạn thấy được là từ ngày 4 tháng 9 đó, cho đến bây giờ đã qua một tháng rồi giá cả đã có, có sự thay đổi cho nên tình hình bây giờ cũng có thể là thay đổi lúc đó nhiều bạn nói là hối hận nhiều hơn khi bán rồi lại thấy giá cả tăng nhưng mà tình bây giờ đó giá cả đã tăng rồi thì có thể là cái sự uh, bỏ phiếu này sẽ thay đổi nếu như thường tổ chức bỏ phiếu là một lần nữa nhưng mà đó là một trong những cách mà thường muốn các bạn suy nghĩ đến và một trong những điều khác này các bạn cần phải hiểu đó là lúc nào cũng vậy các bạn thấy được là các bạn đầu tư vào mảng này có nghĩa là các bạn mất cơ hội đầu tư vào mảng khác đó cũng là một cách mà các bạn suy nghĩ nhiều bạn đó thì có thể là không muốn bán mặc dù là đã có lời và nhất là các bạn đã đạt được cái mục tiêu của mình rồi lúc nào các bạn đầu tư cũng cần phải có một mục tiêu hết chứ không phải là đầu tư chỉ để đầu tư các bạn mục tiêu của các bạn là gì lấy lại vốn hay là các bạn mục tiêu của bạn là các bạn muốn dùng tiền đó để mua nhà mua xe là làm cái gì đó nhiều khi các bạn đã đạt được mục tiêu đó rồi nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục tham lam cho nên đây là những gì mà các bạn cần phải suy nghĩ đến và đương nhiên không ai biết được tương lai như thường đã chia sẻ cho nên thường lúc nào cũng không có bao giờ all in và lúc nào cũng suy nghĩ đến là chung mình giá vào và chung mình giá ra đây là những kinh nghiệm mà thường muốn chia sẻ với các bạn mà thôi và các bạn cũng cần phải suy nghĩ đó là nhiều bạn nói là cứ thích ôm đồng này tại vì à, ôm những đồng này đó lỡ như mà mình bán giá lại lên nữa như thế nào thì các bạn thấy được một trong những điều khác các bạn cần phải suy nghĩ đến là khi mà các bạn đã chốt lời ra rồi đó thì tiền đó các bạn có thể dùng để làm gì các bạn có thể dùng tiền đó để đầu tư vào mảng khác thì khi các bạn không chút lời đó thì các bạn sẽ mất cơ hội đầu tư vào cái mảng đó cũng như là các bạn cần phải tính toán cái phần mất cơ hội đó vào trong cái cơ hội lợi nhuận nếu như các bạn tiếp tục lưu trữ đồng này các bạn hiểu đi tôi nó nói không tất cả đều là được bên đây hay bất bên kia hay là các bạn có thể chút lời để các bạn làm những việc mà các bạn cần nên làm đây cũng là một trong những cách mà khiến cho các bạn có thể đầu tư lâu dài được Tại vì khi mà các bạn lưu trữ quá nhiều crypto đó tới một mức nào đó rồi các bạn thấy crypto của mình lại giảm đi chia 2 chia 3 thì lúc đó các bạn sẽ à, rất là khó tập trung để mà sống cuộc sống bình thường được. Một trong những cách mà các bạn có thể sống một cuộc sống bình thường đó là các bạn cần nên có những cái à, tâm lý chút lời cũng như là các bạn sẽ thấy được là từ từ các bạn sẽ làm quen với lại việc là giá đi xuống các bạn lại mua. Tại vì lúc nào các bạn thấy được là cái mà thường muốn chia sẻ đó là không phải là lợi nhuận phần trăm mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến là một cái chiến lược để các bạn có thể gây dựng tài sản các bạn năm này qua năm nọ. Các bạn thấy được là thị trường nào cũng như vậy, có lúc thì giá đi xuống, có lúc giá đi lên. Chỉ cần là các bạn tiếp tục ở trong thị trường thì các bạn sẽ có thể là có cái cơ hội thấy tài sản mình tăng trưởng. Nhưng mà cơ hội đó chỉ đến khi mà các bạn có những cái mức khi mà thị trường lo lắng, các bạn lại không lo lắng. Các bạn có thể là xuống tiền để mà mua khi mà thị trường quá FOMO các bạn cũng có thể là tự nhắc nhủ bản thân mình và có những cái chiến lược chốt lời như thường đã từng chia sẻ mỗi bạn thì mỗi khác mà thôi thường chỉ có thể chia sẻ chung chung tại vì có thể nhiều bạn bây giờ vẫn uh, không có lời hay là có thể nhiều bạn đã có lời nhiều rồi và có thể nhiều bạn đã ôm rất nhiều altcoin thì gần đây altcoin không có tăng trưởng mạnh, thường sẽ chia sẻ thêm về vấn đề này một lát nữa, thường chỉ muốn chia sẻ những cái thông tin căn bản với các bạn liên quan đến cái tâm lý chốt lời như thế nào mà thôi chúng ta bây giờ đó hãy nói tới một số những cái uh, thông tin khác đi, đây là cái thông tin thường đã chia sẻ liên quan tới uh, Michael Strategy thì các bạn thấy được là đây là một cái thống kê là công ty Michael Strategy đã mua Bitcoin ở những cái mức nào thì điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây để mặc dù các bạn thấy được là có uh, những cái lúc chúng ta thấy được là micro strategy mua hơn mức giá hiện tại như là những cái mức mà các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là 15 triệu 15 triệu tổng còn là 45 triệu này là mua hơn cái mức giá hiện tại nhưng mà các bạn thấy được là trung bình giá đó là một những chiến lược mà ngay cả công ty micro strategy cũng uh, đã nhận được nhiều lợi ích rồi các bạn thấy được là sau từ tháng 8 tới bây giờ đó họ mua liên tục và họ mua những mức giá khác nhau ở những mức tiền khác nhau nhưng mà cuối cùng thì các bạn thấy là tuy là nhiều bạn nói là MicroStrategy cũng đu đỉnh thực ra không phải đâu các bạn trung bình giá đó MicroStrategy đó bỏ vô tổng cộng là 3,1 tỷ đô la có nghĩa là tổng cộng số tiền họ đầu tư uh, thu gom Bitcoin đó là 3,1 tỷ đô la bây giờ tính theo giá hiện tại đó là họ có là 114.041 Bitcoin nghĩa là họ nắm giữ 0,54% của tất cả Bitcoin trên thị trường và bây giờ mức giá hiện tại tổng số tài sản của họ đã là 6,2 tỷ đô la có nghĩa là họ đã nhân hai rồi các bạn thấy được là từ tháng 8 tới bây giờ thôi mà công ty MicroStrategy đã có thể kiếm được là 3 tỷ mấy 3 tỷ 1 đô la trong thời gian một năm và hai tháng có thể nói được là con số này rất là kinh khủng một năm hai tháng kiếm được 3 tỷ một đô la đương nhiên các bạn thấy là Michael Strachey sẽ cứ mua và mua và mua tại vì họ không ngừng mức này cái lòng tin của Michael Strachey là giá Bitcoin sẽ lên rất là cao và còn cao hơn nữa và các bạn đã nhớ là họ vay mượn bán trái phiếu cái phần trăm rất là thấp và họ vay mượn trong thời gian 5 năm cho nên bây giờ họ cũng không có bị cái áp lực là cần phải trả cái số tiền đó bây giờ họ vẫn đang có lời là gấp hai lần con số 3,1 tỷ thì có thể nhiều bạn nói là nhân 2 thì cũng không có nhiều lắm trong thị trường này hơn một năm qua nhưng mà các bạn thấy được là nhân 2 nhưng mà con số rất là kinh khủng con số rất là lớn đó là điều mình không muốn chia sẻ liên quan tới micro strategy thì kế tiếp đó các bạn thấy được là Bitcoin thì có cái sự tăng trưởng nhưng mà nhiều altcoin đó là màu đỏ Thì rất nhiều bạn hỏi Thuận là tại sao như vậy? tôi đã chia sẻ trên những video trước đây đó Thì các bạn thích hay là không thích hay là những bài nào mà có thể là vừa tham gia vào cho nên cũng không có rõ là những chu kỳ này như thế nào Lúc nào các bạn thấy được là xu hướng của thị trường này đó vẫn là xu hướng của Bitcoin Các bạn thấy được là khi mà Bitcoin không ổn thì cả thị trường sẽ không ổn đâu cho nên lúc nào chúng ta cũng phải quan tâm đến Bitcoin tại vì đó là cái dấu hiệu cái nguồn tiền đổ vào đến từ những cái tổ chức đầu tư lớn lúc nào cũng sẽ đẩy vào trong Bitcoin trước và Bitcoin vẫn là thương hiệu hàng đầu của thị trường này cho nên xu hướng Bitcoin là quyết định của xu hướng của cả thị trường cho nên lúc nào thì cũng dành nhiều thời gian để mà chia sẻ tình hình của Bitcoin với các bạn